quay thiệt luôn á. Dạ. Ngồi rồi. Ngày xưa thì con ổng quay xuống đường. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ nằm mấy con bên đây là ổng quay vô. Dạ. Quay xuống đường là quay hướng này ha chú. Dạ. Còn bây giờ là quay về hướng nước cấm ha. Thì những cái lời tiên tri các ngài mà ngày xưa Phật thầy Tế An cho biết đó là khi mà cái mỏ két này mà đến giờ mà khi mà sẽ chuyển qua đời Thượng Quan Thế Đức đó là cái mỏ két này sẽ xây thẳng về điện Bù Hông, thì chúng ta đã giờ thấy là đang xây thẳng về hướng Bù Hông rồi. Đó là cái thứ nhất. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Dạ kính thưa toàn thể quý cô bác cùng chư vị xa gần kính mến, thì hôm nay cũng được nhân viên chú Tư có lên mỏ ống két, thì cũng nhờ chú Tư nhận định về cái việc mỏ ống két quay về núi cấm đó chú Tư, thì có gì thay đổi không? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật Đức Thầy, kính trình chư vị sơn thần, vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Kính thưa chú đồng đạo kính mến, hôm 13 tháng 10 nhân những ngày lễ của Đức Bổn Sư Viên Tịch lần thứ 1, chúng ta giếng nơi gọi là Anh Vũ Sơn, gọi là núi két. Mà núi két này thì được nằm trong cái bảy núi, và nơi đây là ngay chân cái mỏ ông két, rồi từ từ chúng ta sẽ giếng lên sang tiên. Nhưng mà đặc biệt kỳ núi ông két này nó có hai điểm quan trọng. Cái điểm thứ nhất là cái món két lời tiên tri của Phật thầy Tây An, là khi nào mà món két này mà niến xây hướng thẳng về cái điện Bù Hông, nơi cái đó là cái thời kỳ nó đã hết và sẽ chuyển biến qua cái cuộc đời Thượng Quan Thế Đức. Thì quý vị biết rằng là ở trên cái món két này ngày xưa là xuôi theo đường này, xuôi theo đường, nhưng mà thế bây giờ đó là nghiến, mỗi lần nghiến nó là nước đen chảy xuống. Bây giờ quý vị thấy cái nước đen chưa? Mà đã diễn biến là kể như là chảy nghiến rất là nhiều lần. Nên bây giờ đó nước chảy xuống mà nó đen, nó chảy xuống tới chỗ này nè, là không phải là một lần đâu mà rất là nhiều lần. Nhưng bây giờ cái món két này đó là, nếu quý vị mà đứng ở đây đó, quý vị nhìn thẳng là đang về cái hướng Bù Hông, là núi cấm ở đó đó. Đó là núi cấm đó. Còn núi ngang đây đó là gọi là núi Ngũ Hồ Sơn, gọi là núi Già Nam Giếng. Thì những cái lời tiên tri các ngài mà ngày xưa Phật thầy Tế An cho biết đó là khi mà cái mỏ két này mà đến giờ mà khi mà sẽ chuyển qua đời Thượng Quan Thế Đức, đó là cái mỏ két này sẽ xây thẳng về điện Bù Hông, thì chúng ta đã giờ thấy là đang xây thẳng về hướng Bù Hông rồi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa thì lời tiên tri của Phật thầy Tế An đó là khi mà đến cái ngày mà Đại Hồng Thủy đó là sẽ ngồi trên mỏ két này mà phát nước rửa tay. Thì quý vị biết là khi mà cái Đại Hàm Thủy mà khi mà nước dâng cao lên đó, là lý do gì nước dâng cao? Là tại vì bây giờ đó là khí hậu chúng ta đang thay đổi. Đài cho biết là khí hậu chúng ta đó là đang bị thay đổi, thì nói chung ra là những nước mà gần ven biển thì hoàn toàn là nằm trong biển nước hết. Nên quý vị thấy rằng bây giờ vừa qua đó là tất cả những cái lũ lụt các nước và Việt Nam chúng ta, thì cái đó là khí hậu thay đổi đó quý vị. Thứ hai nữa là đức lời tiên tri của thầy là ngài cho biết là sau đến việc sơn băng kiệt thủy thì khùng phẩm thương mới tánh quá chừng. Nghĩa là sau này khi mà sơn băng là những cái nơi mà nam cực bắc cực, thì những cái tảng băng đó nó sẽ rã ra, nó sẽ rớt dưới nước và nước biển dâng cao lên sẽ đưa vào cái nước mặn chúng ta, thì không còn nước uống. Như vậy thì bây giờ đó là thầy tiên tri là sau đến việc sơn băng là những cái tảng băng nơi nam cực bắc cực nóng quá và rã ra thành nước gọi là sơn băng. Mà đã sơn băng thì kiệt thủy, tất nhiên là những cái nguồn nước ngọt chúng ta không còn uống nước, còn không còn nước ngọt uống nữa, thành thử ra lầm vào cái nước ngọt chúng ta nó lắng đi, không còn nước uống nữa, gọi là sơn băng kiệt thủy. Mà khùng thảm thương bá tánh quá chừng, Đức Thầy là một vị Phật mà ngài thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảm náo não kể sao cho xiết. Như vậy thì bây giờ đó là những cái ngày khi Đại Hàm Thủy tới rồi thì sẽ nước dâng lên rất là cao, mà không còn cái vật gì mà trên cái thế gian này chúng ta cản trở nổi những cái mặt nước mà đang dâng cao lên. Thành thử ra đó là Đức Thầy mới tiên tri những cái ngày đó là Đại Hàm Thủy sắp tới. Là Đức Thầy cho biết đó là để nó diệt phong ba. Phong đó là gió, mà khi mà gió mạnh lên gọi là như vậy thì bây giờ đó là cuồng phong.
thì đến cái dịp phong ba biến chuyển, tất nhiên là khi mà cái phong ba cùng phong nổi lên thì cái biến đó là tự nhiên cái nơi cái khu vực nào mình đã thấy đó tự nhiên giờ không còn nữa là mắt, và chuyển thì từ vị trí này nó qua vị trí khác. Thời tiết gì phố xá nó là ở nơi các nước đó là đang yên bình như thế này, nhưng mà thế qua một cái trận cuồng phong thì sẽ sang bằng tất cả, và nhà cửa nó là bị sập tất cả, và kể như xe cộ trôi tất cả. Cũng như quý vị thấy rằng là ở nơi Indonesia, ở nơi Indonesia thì cái đại hầm thủy là sụp đất ở nơi cái biển, nhưng mà thế rồi nước dâng lên và đưa vào bờ thì nó là chết trên 200.000 người ta, mà xe cộ đã bị trôi đó là không biết bao nhiêu, và cái bên đó là bên Nhật Bản thì cái đại hầm thủy đó cũng là bị dâng cao lên, rồi Trung Quốc, rồi mới đây là Việt Nam chúng ta đang bị liên tục về cái lũ trồng lũ, mà lục trồng lục, mà bão trồng bão, thì cái cơn bão số 7 đây sắp đi vào bờ thì cái cơn bão số 8 nó theo nữa. Như vậy thì bây giờ đó thầy cho biết để việc phong ba biến chuyển mà cảnh hồng trần này, cánh hồng trần thì chúng ta đang ở đây gọi là cái cánh hồng trần, mà cánh hồng trần này nó là cái cánh đau khổ, mà hồng là cái màu đỏ là tất cả gì mà báo hiệu đây là cái ngày sắp tới đây là chúng ta đang vướng vào cái đại quả là khổ không à. Thì thử ra đó là để việc phong ba biến chuyển mà cánh hồng trần này tạo biển, bởi vì đây không phải là cái biển, thế rồi sau này đó là nước dâng cao lên, mà thế mà Phật thầy Thái An quý vị thấy rằng ở đây là chúng ta đứng đây thì nó cao hơn cái bãi đất bằng, quý vị biết gì không, thế mà Phật thầy Thái An kêu mà ngồi trên cái mỏ két mà phát nước rửa tay đó thì cái nước là quý vị tính được cái nào. Thì thử ra thì thầy mới tiên tri là để việc phong ba biến chuyển mà cánh hồng trần là tạo biển, bởi vì đây không phải là cái biển, đây là chúng ta ở đây là cái đồng bằng, nhưng mà thế rồi nước dâng cao lên nó là nó sẽ tới cái mỏ két này thì nó sẽ là tạo biển, thì không còn vật gì đó mà còn cản nổi với cái nước mà dâng cao này, đó gọi là đại hồng thủy. Mà trong đại hồng thủy này nếu chúng ta có tu thì được ông Văn Thù Sư Lợi, ông sẽ trèo thuyền Bát Nhã, ông sẽ cứu cho, mà ông cứu là ông cứu người hiền, ông cứu cái người niệm Phật, nên các ngài tiên tri cho biết á. Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bờm loan rước người tu niệm sẽ sang phỉ tình. Vậy thì đến cái ngày đại hầm thủy rồi, nếu ai có tu, ai có niệm Phật, ai có làm lành thì sẽ nổi trên mặt nước. Thì ông Văn Thù Sư Lợi ông chỉ chèo thuyền Bát Nhã ông sẽ cứu cho, còn nếu chúng ta đó là không nổi lên thì ông Văn Thù cũng không thể cứu được. Và là tiên tri thầy còn cho biết thêm là để đến lúc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần này tạo biển như là mênh mông rồi, hay là đến cái ngày mà đại hầm thủy đó là đức thầy chỉ biết là nước sẽ lên trước ba cây dầu, lúc đức thầy đã nói vô bút thì sau khi ngài tiếp thu thì đó là cô Đông Biên còn sống thì mới hỏi cô Đông Biên là đúng cái dầu đó thì đo từ dưới chân lên là quý vị biết không, 28 năm. Vậy thì chắc cả nhân vật thế gian này là không còn gì hết, nên gọi là để cái việc phong ba biến chuyển cảnh hồng trần này tạo biển, hay là trải bước cuồng ba sống dậy thì chắc dân sanh sẽ thấy việc chi trời đà sẽ đặt ly kỳ đến ngày trả quả. Thì bây giờ quý vị thấy rằng là năm châu thế giới này giờ đi đã bắt tay vào cuộc là bị trả quả hết rồi, nghĩa là bị lục bão rồi động đất, kể cả Đài Loan, kể cả đó là tất cả các nước, bây giờ quý vị nghe điều luôn coi, điều là nó điều rền điều trơn là nó động đất rồi, rồi nước dưng rồi. Như vậy thì quả địa cầu chúng ta đó là nó đã đến lúc xây chuyển rồi. Mà đức thầy cho biết sao vậy? Đức thầy cho biết đó là hoàn cầu trái đất chuyển xây thì gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, có nghĩa là biển cả quá cồn dâu mà cồn dâu quá biển cả. Thử ra là trong cái ngày để lúc đó là phong ba biến chuyển cánh hồng trần này tạo biển, rồi nào là trải lúc cuồng ba sống dậy thì chắc nhân sanh là nói chúng ta đây nè sẽ thấy việc chi trời đà sẽ đặt ly kỳ đến ngày trả quả. Thì đây là lúc là chúng sanh mới trả quả rồi, mà trả quả rồi không phải một việc đâu nha, trả quả nào là những chiến tranh nè, nào nước dưng nè, nào lửa cháy nè, bây giờ quý vị thấy có chưa, bây giờ đó là tất cả những cái núi mà lửa đó đang là hoạt động hết, rồi nào là chiến tranh đó sẽ bắt tay vào cuộc, rồi nào là cái bệnh đau nhiều chứng dị kỳ khó kể sắp từ đây lao khổ đến cùng, kẻ dương gian có nỗi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng, mà đức thầy chúng ta đã tiên tri trước rồi là việc xảy đến đây truyền sự thật ấy là lời của Phật giáo khuyên, đây là những lời tiên tri Phật thầy Tây An chính là đức thầy chúng ta, bởi vì lời của người di tịnh núi Sam chứ chẳng phải là bài điều của Phật. Những ngày sắp đến đây là những ngày phong ba bão tố, những ngày đau khổ nhân loại chúng sanh, mà đức thầy đó vì bổ nguyện lớn lao ngày thương là chúng ta, thì sau này
là ngày trở lại là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kể gian ác đó sao tiêu diệt, và kể những ngày năm chèo nổi thì cũng cái ngày cùng phong phách. Nên Đức Thầy chỉ biết sao đây: con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thủ nuốt mà người hung đến, chừng thú ấy phục tùng bá già mới biết người khùng là ai. Hay là thu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết bến yêu, chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Thì tất cả những gì mà tiên tri của các ngài thì hôm nay đó là việc sẽ đến ở chiều sự thật, ấy là lời của Phật cho khuyên. Thì tất cả năm châu thế giới này người ta đang đó là tin tưởng Phật pháp, và ta rất là tin tưởng lời tiên tri của thầy, thì không phải là riêng một cái ngày mà đại hàm thủy không, rồi khi đại hàm thủy rồi thì các ngài phải dùng lửa thiên này là đốt mỏ đất này cháy lụng xuống là gọi là ba tắc nữa, để cái ngày tẩy trần. Thành thử ra đến cái ngày tẩy trần thì tất cả những vật thế gian này không còn hết, là đổi qua cái đời Thượng Quân Thánh Đức. Mà Thượng Quân Thánh Đức kỳ này gọi là hội long qua chọn kẻ tu mi, mà người hiền đức đơn phò cho Chúa, thì cho chuyển sang qua là những cái ngày đó là hoàn toàn những cái thế gian này chúng ta là nằm trong cái biển nước và trong cái lửa cháy nước dưng. Thì đến cái ngày tẩy trần thì đó là thầy chúng ta tiên tri, đó là thời gian, đó là đến cái ngày sắp đến đây là cái ngày quả đắc chúng ta đến lúc mùi rồi, rồi cái lúc đó là tàn rượu rồi. Bởi vì trong khoa học chúng ta đã lấy quá nhiều về cái xài thiên nhiên rồi, cũng như chúng ta chế năng lượng, chế máy bay, rồi đó là những cái quạt gió, những khí mà trên cái mặt trời mặt đất này nè, thì chúng ta lấy thiên nhiên chúng ta xài. Nên thiên nhiên bây giờ đó là thời tiết đang bất thường, lấy hết những thiên nhiên rồi. Rồi nào là lấy dầu thì nó đang đội trái đất lên, thì bây giờ dầu nó không còn nữa, thì bây giờ nó đất nó tự nhiên nó sụp sụp, rồi nó động đâu nó động. Rồi nào là những cái việc đó là tiết trời gì đang thay đổi bất thường, mà Đức Thầy nên cho biết trước à, trời giông gió sái mùa rồi sái tiết. Chứ ngày xưa thì bây giờ cái bốn mùa người ta đó là đều theo cái phong thuận lắm, mà bây giờ nó thay đổi hết, gọi là trời giông gió sái mùa sái tiết. Rồi nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, nắng nó khác mà mưa cũng khác. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự, thấy trần thế hãy còn lưỡng lự, là còn tính hai đường đó. Muốn tu mà còn hãy chần chờ, việc thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng. Vì vậy bây giờ việc thế gian như thể cuộc cờ, như quýnh cờ đó, thắng với thối à, thành thử ra một hai nước tướng. Như vậy thì bây giờ đó là cái cuộc đời này mà các ngài đã nhắc nhở chúng ta, là cái tuần đời này là như pháo châm ngồi, rồi nào là cái tuần đời này là cũng như bàn cờ chúng ta bị thắt. Thành thử ra đó là nước cờ mới, bây giờ ở nơi cái biển Đông là nước cờ mới rồi đó. Nay đà khởi sắp, chỗ tài hai biển lấp non dời, nếu mà chiến tranh này bùng nổ cái rồi là biển lấp non dời vậy, sẽ thay đổi hoàn toàn cái bể địa cầu chúng ta. Chỉ là dưới cùng trên đảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận, rồi đặt nền móng thánh quân, đặt dựng trên triều ca, gầy dựng tội hiền, giờ mất câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi thiên quay nấy lệnh, tỏ cùng đời ít câu cung thỉnh mong khán quan, vào cửa xem tuồng cỏ cùng cây điểu thú chim muôn, mà nhân với vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, trúc trăm họ muôn nhà thạnh thới, bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tâu trung. Vì lẽ đó mà các ngài mới khuyên chúng ta là ngỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán, trên kẻ trí lấy công bình phán đoán, dưới dọn dân chăm họ được im liềm dè trẻ, với già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền can kỹ. Rồi đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy trò gắt cốt cái khi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thượng hòa đến thác. Thì chúng ta qua đời Thượng Quan Thế Đức rồi là cái cuộc đời chúng ta sẽ hưởng thụ muôn đời, còn thế gian này là chốn ta bà tim lụng vào mòn, mà thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, nhìn với lực nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đỏ mắt, cõi Tây Phương chứ Phật đợi chờ. Mà nếu không tu thì việc tu thân thượng tính năng hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Nên quý vị chúng ta nên bước vào cái nơi cái cửa mà lên chân núi đây, người ta vẽ cái ông cọp sơn thành thế này đây rất là lớn,
mà Sơn Thần là những vị đã tu đắc đạo trên cái vùng bảy núi này là thành Sơn Thần, nên trong cái bề nguyện của chúng ta là chư vị Sơn Thần, chư vị năm non bảy núi là những vị cọp đã tu thành cái chánh quả. Và nơi đây thì quý vị thấy rằng nơi chỗ nào người ta cũng đều để ông cọp hết. Rồi tất cả những cái nơi mà thiên nhiên tạo hóa đã tạo sẵn gì, chứ không phải được ai mà tạo được. Thật thử ra đây là cái nơi là dùng năm non bảy núi, gọi là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bảo quý. Thì trong cái ngọc ngà cho báo, đền vàng địa ngọc của vua chúa chỗ này, chừng nào tiếng sấm nổ vang thắt sơn lộ dĩa, đền vàng báo thai, chọn bến nước rủi mai trong đục, điếu chằn chờ lục đục chớ trơn, thương đời ta tỏ làm ơn, lời ta khuyên nhủ như đờn bá nha, trong bổn đạo gần xa ghi nhớ, phải thi hành phận tới cho xong, để sao để diệt Long Đông, sát thân tôi thấy mây rồng họ kia. Thì bây giờ chúng ta đi vào diệt Long Đông ra rồi, hay là bá gia mau kiếp lo âu, để sao đối đầu chẳng đặng toàn thay. Thì bây giờ chúng ta đang vô đối đầu tất cả mọi hoàn cảnh này, thì chúng ta chỉ còn là tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu có chuyện biến lạ rồi, thì đau dù chứng dị kỳ khổ kể, mà sắp từ đây lao khổ đến cùng. Khi có cái bệnh lạ đó là nó khổ hoài tới, nó khổ chuyển biến hoài tới cái ngày nó lập đời luôn, gọi là đau dù chứng dị kỳ khó kể, mà sắp từ đây lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian có nỗi thung dung, mà người bảo ác không toàn tánh mạng. Nên cái giờ này chúng ta được mai duyên, hôm nay là được gặp cái chánh pháp của Đức Thầy, mà ngài đó là văn lệnh Đức Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni, trong đó còn thêm nhiều sắc lệnh nữa, là nào là Đức Minh Dương, Đức Ngọc Đế, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì nhân duyên mà ngàn năm một thở chúng ta được gặp cái chánh pháp mà Đức Thầy từ Tây Phương ngày qua đây, và văn lệnh Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ ngài đã đắc đạo rồi, và đem chánh pháp này thì cái thời kỳ nó cùng cuối của Hạ Quân Hạ rồi, sẽ chuyển qua cái đời Thượng Quân Thánh Đức. Mà nếu chúng ta không tu rồi thì không còn cơ duyên khác được. Bởi vì đó là trong cái thời kỳ này, thời kỳ là tạng diệt mà, tạng diệt nhân gian trực thiên khoa, lão giả hậu quy nhân áo giả mà ly kỳ thiên định, kỳ này trời định chứ không ai địch đó. Nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là cuộc đời này chúng ta mơ tưởng còn hoài. Nên Phật trùm ngài cho biết á, tưởng rằng những việc còn mơ, tất nhiên là chúng ta mơ đây là sẽ hưởng thụ muôn đời, nào là nhà cửa, nào là ruộng đất, nào là tiền bạc, nào là xe cộ. Nhưng mà ông Phật trùm cho biết là tưởng rằng những việc còn mơ, mà việc là mơ mà mơ hưởng thụ hoài nó không có đâu, mà Phật trời đã định á, một giờ thì xong, chỉ một giờ thôi. Còn Đức Thầy chúng ta tiên tri đó là muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguyên sắc lệnh cái kỳ lần qua, thì đêm năm canh ngày sau khắc chỉ có 2 tiếng đồng hồ là đã xong rồi. Nên các ngài tiên tri thì nó rất là nhiều chỗ. Còn ba cho biết á, bây giờ hí hởn không lo, đến cơn bát loạn đó nằm co kêu trời, nghĩa là tới đời được kêu trời không vậy. Còn Đức Thầy cho biết đó là để đến đời thì trời ơi đắc hỡi mà mang khổ hình gì bỏ chân tu. Bởi vì chúng ta không tu đó là phải nằm trong cái bị trả quả, mà trả quả thì gọi là âm mì. Thì bây giờ đó là trong cái thời kỳ khi diễn tiến sắp tới đây là cái ngày tận diệt nhân gian, rồi nào là đổi qua cuộc đời Thượng Quan Thánh Đức, thì chúng ta chỉ còn là nhờ các ngài cứu độ thôi. Chứ còn ngoài ra là đem có sức phàm chúng ta mà chịu không chịu đựng nổi với cái cảnh mà cái ngày phong ba bão táp, cái ngày mà thay đời đổi đất đâu. Mà bây giờ cái khổ này nó chưa có mấy, mà sau này thầy cho biết thế này đây: khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông mau núi sườn tha thiết, trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Mà bây giờ chúng ta đã nhìn xem thấy hết rồi, bây giờ ông nói là cảnh sông máu. Mà bây giờ đó, nếu mà cái ngày sắp tới đây theo lời tiên tri của ông đó là trang trình là năm châu nổi sóng một khi, thì thiền bay khói tỏ tử thi như bèo, mưa dầu nắng lửa sấm reo, hai loài sâu xé quả gieo văn lành. Thì bây giờ đến lúc là phải đến giai đoạn là trục kia trội với đồng minh rồi đó, nghĩa là quánh liên minh. Thì nước này đó là nhiều nước quánh nước khác, gọi là trục kia trội với đồng minh. Thì hai sông khô cạn, nhật tinh rạng ngời, ra quay đánh dẹp mọi nơi, thì năm châu bốn biển thay phơi chập chồng. Như vậy thì bây giờ đó là trục liên minh, bây giờ nó đang quánh trục liên minh, gọi là trục kia trội với đồng minh. Hai cái này nó giữa nó quánh với nhau, gọi là trục kia trội với đồng minh. Hai sông khô cạn, sao gọi là hai sông khô cạn? Có nghĩa là tất cả những cái đó là nó binh vực với nhau, là khi mà nó quánh rồi đó là xong. Là gì xong? Là những cái việc đời nó sẽ xong đi, là nó cạn kiệt từ kinh tế, từ cái việc đó là nước nôi, từ cái việc đó là không có buôn bán gì được, gọi là nó sẽ bị kiệt hết, kiệt quệ kinh tế hết.
gọi là hai sông Cô Cạn. Mà Nhật tinh, tất nhiên là cái Nhật này nó theo thì trên cái phần này đó tôi thấy rằng là Nhật là cái mặt trời. Mà cái mặt trời đó thì có mặt cái thằng Nhật này đó là ngày xưa Phật thầy Tế An đó là thọ ký cho ông Sấm ông Xét là hai cái này đó. Là nói chung là khi nào mà Nhật Nguyệt hai thì ta sẽ đem xác về quê cha mẹ, thì khi mà mặt trời đã mọc rồi thì nói chung là cho cái ánh sáng bình minh. Mà ánh sáng bình minh khi mà đã sáng rồi thì sẽ diệt cái vô minh ban đêm và diệt tất cả những ô trược, gọi là trong cái nhật tinh rạng ngời thì ra qua đến dẹp mọi nơi, thì năm châu bốn biển thay phơi chập chồng, mà không phải là một nước mà nó quánh nhau, đây là nó quánh liên minh, nó là nhiều nước mà Đức Thầy đã xét trong trí tuệ, trong cái sự xét của các ngài là cái thời kỳ này chiến tranh không thể dừng được. Nên Đức Thầy cho biết á, gầm thấy cuộc đời xóa xác mài, dắt tay nhau đến bãi tha ma, gió á mưa âu bùng sóng dày hải hùng, chành chiên sẽ sâu nhau, mạng trời trở lại màu u ám, tất cả chúng sanh nhuộm máu đào. Như vậy thì chiến tranh này bùng nổ rồi thì tất cả chúng sanh nhuộm máu đào. Mà kỳ này gọi là can qua binh lửa sát sinh linh. Nếu chiến tranh này bùng nổ cái rồi thì không còn một mạng sinh linh mạng sống trên thế gian này. Gọi là sinh linh thì thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quả sanh. Vậy thì can qua binh lửa sát sinh linh, khẳng giái quan âm chúc tịnh bình, giọt nước cành dương mau tứ tắc, cứu đời an lạc hết giao chinh. Lòng người muốn khỏi quả ra binh, như Phật chờ quay sắc cộng đình. Vì tội cho xong lòi ác bạo thì công đồng thưởng phạt hết giao chinh. Nên hôm nay thì chúng ta trở về giếng núi Ông Két, thì chúng tôi cũng xin sơ lược về cái bài giếng núi Ông Két mà ngày xưa Đức Thầy đã dẫn một số tín đồ về ngủ đêm ở tại núi Ông Két này nè quý vị. Thì nên cái núi Ông Két này có hai cái vị trí, một là cái mỏ Ông Két đang xây nghiến nước, đang nghiến xuống đen và xây thẳng về cái địa Mù Hông. Thì cho biết là từ cái Hạ Quan Hạ này sẽ chuyển qua cái đời Thượng Quan Thế Đức. Mà cuộc đời Thượng Quan Thế Đức này thì Đức Thầy đã khuyên chúng ta rồi, là ráng tu tỉnh để hưởng đời chung cực lạc, rồi nào là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giái thân này khỏi đỏ xa, muôn đạo hồng quang qua Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa. Thì Long Hoa kỳ này gọi là tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Và phần thứ hai thì khi Đức Thầy dẫn là một số đồng đạo về nơi sân tiên, thì đây lên sân tiên nó cũng còn xa lâu xa lắm. Chút xíu nữa chúng ta sẽ lên giếng sân tiên, thì Đức Thầy ra cái bài mà giếng non két đó, gọi là non tiên gió mát tội lòng thai. Bởi vì thường thường là ở nơi đây là cái cảnh tiên cảnh Phật, và trong cái vùng Thất Sơn Màu Diệm này gọi là cái vùng bảy núi. Ở trên đây thì có cái vùng Thất Sơn Màu Diệm gọi là bảy núi, mà bảy núi nó là một đó là cái núi Ông Két, là núi đây đây, núi Ông Két đây. Mà núi Ông Két này nó gọi là Anh Vũ Sơn. Ngang cái Ông Két này chúng ta dòm bến đó là gọi là Ngũ Hồ Sơn, là núi dài năm giếng. Rồi nhìn cái mỏ Két này đó mà thẳng về bên cái núi thẳng về Bù Hông đó, gọi là Thiên Cấm Sơn, là núi cấm. Từ cái chỗ núi Ông Cấm này chúng ta hướng về ở bên kia gọi là Phụng Hoàng Sang, gọi là núi Tô. Rồi hướng về cái hướng tây mặt trời lặn đó gọi là Ngọa Lâm Sơn, gọi là núi dài Văn Liên, gọi là Ngọa Lâm Sơn, gọi là Rồng Nằm. Và ở trong Ba Chúc là nơi Bổn Sư đó, là núi Liên Qua Sơn gọi là núi Tượng, mà Thủy Đài Sơn là núi nước. Mà đặc biệt là năm cái non đều nằm ở trên Thiên Cấm Sơn. Một là cái dầu Tuyên Tế, hai là cái dồ đầu, ba là cái dồ ông bướm, bốn là cái dồ đó là Bù Hông, và năm là cái dồ bà. Thì năm cái non này được đặc biệt là nằm trên năm non bãi núi. Mà Đức Thầy chỉ biết là trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báu quý. Nên Đức Thầy chúng ta trở về nơi cái núi Két này mà cũng là nằm trong cái núi năm non bãi núi, gọi là non tiên. Mà non tiên gió mát tội lòng thai, tất nhiên là lên cái cảnh này thì thiên nhiên tạo hóa đó, nó là diễn gió đó đưa lên cái khí hậu nó rất là tốt. Mà tất cả các bãi núi này, nếu ai đi núi này đều về tu hết, gọi là non tiên gió mát mà tội lòng thai. Thì khi chúng ta đi đây thì khi về phát tâm tu là nó sẽ được tội lòng và đem cái nước Maha này tưới tắt trong cái tâm phàm chúng ta. Mà Đức Thầy cho biết là chỉ nhờ nước Maha mát mẻ, xin Phật ban cho kẻ khát lòng, chim khôn á thì uống nước trong, mà người khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ, để ma bệnh theo hờ bén gót, thằng chết kia ôm hót bên mình, đạo lành
sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng nhìn cốt xưa. Thì nhờ cái non tiên gió mát này, mà nhờ cánh tiên cánh Phật này, chúng ta nghe được chính pháp Đức Thầy đó, rồi chúng ta đưa cái chính pháp vào lòng chúng ta, nước cam lồ này, nước ma ha này, thì sẽ được mát mẻ. Và nhờ Phật pháp đó là để rửa cái tấm lòng chúng ta, thì chim khôn thì uống nước trong, mà người khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ. Thì nếu mà không được như vậy thì ma bệnh sẽ hờ mé gót, thì thằng chết kia ôm hốt ông mình. Thì những cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, đến cuộc đời người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, ai cũng đi vào có chết. Đây là cái vô thường, là cái giả tạm. Mà chính những cái ngày này thì nói chung ra là Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, ngài ở trong cái đền vàng địa ngọc, ngài xét thấy rằng là cái đời này không có ham nữa, là Đức Thích Ca sửa lậu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Từ cái gọi ngài tầm đạo đó, ngài tu đắc đạo đó mới truyền lại lưu truyền chúng ta tới ngày hôm nay. Thì chúng ta chỉ còn con đường là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Như vậy thì chúng ta chỉ về cõi Phật mới an thân thôi. Vì lẽ đó mà Đức Thầy dẫn một số đệ tử lên đây là gọi là non tiên, mà gió mát, tội lầm thai. Thì Đức Thầy cũng tội lầm là nếu ai theo qua đường đạo mà chúng ta tu theo pháp Thầy cũng đều tội lầm hết. Tội lầm đây có nghĩa là chúng ta vừa giải thoát thân tâm chúng ta và cứu cả của quyền tổ ông bà đang trong đời đó, mà Đức Thầy đã thua luôn luôn, là thường nhắc nhở cho tín đồ là thắt tổ của quyền nó chính suối, những mong hậu tấn biết tâm trai. Thì chỉ ngày chúng ta tu đắc đạo rồi thì ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cô quyền, thì chúng ta sẽ tội nguyện là được gặp lại cha mẹ, gặp lại cô quyền tổ ông bà. Thì đó là một cái phương pháp mà Đức Thầy cho biết là tội lầm. Ngày nào đất được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, về cực lạc thành thời an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Là nhờ có tu có ngày mới ban thưởng. Như vậy thì bây giờ nó là mùi đạo diệu, chúng văn ráng kiếm, mà trễ thời kỳ của gặp đấng ta. Bây giờ đó là đã trễ, mà quá trễ luôn gì à? Đã quá trễ đó, gọi là chinh chinh muốn xế về tay. Đối nhìn trần thế sát thay ê hề, thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Như vậy thì bây giờ nơi cái đông tiên này là gió mát tội lòng thai, thức tỉnh thi văn nhã một bài. Là ngài gì thức tỉnh chúng sanh, ngài mới tỏ cái bài đó là dưới non cát, cố tưởng ước mơ về nhược thủy. Là lòng cái đại nguyện lớn lao của ngài là qua đây để dạy chúng sanh. Nhưng mà ngài đã bỏ ngôi vị trơn rồi, thì biển trần sóng cuộn lao sao, sông thiền bát nhã lướt vào một phen. Quảng chi lực kém tài hèn, vào đời bạc đãi ngọn đèn cứ niêu, sôi từ đài cát xá liều, cho người trị lạc biết điều nghĩa nhân. Vì cái đại nguyện lớn lao đó là thương mới tánh tới hồi tai họa, để Phật Dương Đà chỉ rõ má diệu quyền. Nhờ như cái trinh pháp này mà thấy nỗi khổ chúng sanh, mà ngài phải xâm thiền vào nơi cánh ta bà này, là ngài để rồi tới với thầy nào quản thân lương, mà muốn cứu thế xá chi bùng trịnh, thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì chẳng an vui cực lạc. Nên vì đại nguyện đó mà Đức Thầy chưa có thể về nơi cái ngôi vị để mà an hưởng chảnh. Và còn cho biết là bể trầm lưng sẽ khô cạn sáu đàn, thì tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Và Địa Tạng Vương, ngài thể nguyện rằng dưới ra địa ngục mà còn một tội nhân thì ngài đó là không thể thành Phật. Nên sau này đến ngày đợi thời Thượng Môn Thánh Đức là sẽ thông đồng ba cõi với quý vị nghe đây. Thiên hoàng cũng mở các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Hay là khuyên dân lòng
chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Khi chúng ta xem được đờn trên mây rồi thì cái người hung chết đất chặt thay, dòm xem bắt thảm ngày dài cho dân. Mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc cát lăng giữa kề. Vậy thì đài ngọc cát lăng đó là ngọc bảo quý ở trong Nam Đỉnh quý vị. Trong Nam Đỉnh này là trong vùng núi này là chừng núi cấm lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ chăng ôi. Nên trong cái bài nghĩa là giếng non két này, sau này chúng tôi sẽ từng tự đi từng lớp đó là sẽ biết cho biết là cái ngày lầu đài đủ cấm lộ. Như vậy thì giờ đức thầy cho biết đó là ước cố tử ước mơ về nhật thủy ngật gì không cánh lấy gì bay, dắt sát phàm phu giếng non đài. Nghĩa là đức thầy dắt tất cả những đệ tử của thầy gọi là sát phàm phu đi giếng non đài, hỏi nhờ đó cục. Quý vị thấy có cái vùng bãi núi này là nơi nào cũng đều là linh thiêng, nơi nào cũng quyền bí. Một thầy là một vị Phật mà ngài còn đó là mượn cái hỏi nhờ đó cục ngủ đêm nay, thì chúng ta đi dùng năm non bãi núi này nên không có những cái việc gì mà chúng ta đó là nói chơi, nói đó là đùa nói giỡn, mà phải cố gắng đi niệm Phật để rồi nhờ trong cái dùng năm non bãi núi này để gia hộ độ chúng ta đi để giải căn nghi quả và về để lo tu tâm dưỡng tánh. Vậy thì nghĩa là hỏi nhờ đó cục ngủ đêm nay, chư sơn bãi núi đều quy tụ. Chư sơn bảy núi là nhiều vị là sơn thần đã về quy tụ nơi cái vùng non cát này đây, là đức thầy kêu mời về thì thầy tới rõ tiên, thầy tới cảnh tiên rõ mặt mày. Nơi đây là đức thầy giữ tất cả chư thần đã về nơi cái vùng núi non cát này là ở trên cái sân tiên là rõ mặt mày, nhìn xem cây lá gió lung lay, tất nhiên là đang giờ đang gió là đây gió lung lay đây, cây lá gió lung lay đây, sáng lại lưu chân chở gót hài, sáng lại thầy lưu chân chở gót hài, dễ hỡi chư thần mau nấu gót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Chư thần là nhiều vị chư thần mà dắt chúng khỏi nồng cai là chúng ta ở đây là những nơi cai nghiệt, những đau khổ, những rầu buồn, những chua chát, những cái thiệt đó là thế gian này nó truyền phược mà để thầy cho biết là cảnh thế gian dường thể chốn lao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng, nơi cửa thánh ôi người càng quạnh vắng, mà chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Chỉ có đạo đưa chúng ta mới vào dòng hạnh phúc mà thôi. Nên nơi đây đó là nơi cái cảnh đời đau khổ là truyền phước, là những cái chuyện trả quả của chúng sanh, là cái ngày sắp tới đây thì nói chung là cái ngày là đến ngày trả quả âm mị biết bao. Thì những khổ não này là đức thầy đã nhìn thấy cảnh đa ta bà này khổ quá rồi. Thử ra cuộc đời càng gắt lại càng gai, ngặt mái thiên cơ chẳng dám bài, đang nấp dưới hang coi con ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngón ngà bay, thì đông tây trộn rộn trời che sát, nam bắc ở hề đất trở thay, nhân vật mười phần hao bảy tám, mà thằng tiên thấy gì cũng cho mày. Cái chiến tranh này nó bùng nổ cái rồi thì nó xài cái hiện đại quá rồi, thì chúng ta không thể nào mà tả nổi với cảnh đời đó đâu. Nghĩa là chết bằng chết mà đất chặt thay. Như vậy thì đức thầy cho biết á, con phù du hận hờ não, biết thầy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy một phù du kể phiên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con giặc ấy. Như vậy thì bây giờ đó là những cái ngày mà chúng ta còn đeo những cái danh lợi tiền bạc thì sẽ chết như cái bao nhiêu con giặc khác vậy. Như vậy thì nhìn xem cái lá gió lung lay, sáng lại lưu chân chở gót hài, dậy hỡi chư thần mau nó gót theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai. Lầu đài núi cấm ở nơi đây thì quý vị thấy biết rằng là núi cấm là để thầy chỉ biết là lầu đài núi cấm lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tỏa bài. Nhờ cái gì mà nơi đây là cái nơi đền vàng địa ngọc, sau này là chừng mà thắt sơn này lộ vẻ thì đền vàng địa ngọc, mà đức thầy biết lầu đài núi cấm ở nơi cái lầu đài núi cấm mà ngày xưa đức thầy cho phép ông tổ mã đó đà đi ruột năm non đó, thì đức thầy nói tổ mã thôi bây giờ về mai bộ đồ trắng, và sau khi là mai đến trình thầy rồi thì nó đem về giặt một lần nữa, rồi đức thầy mới cho phép đi đó là ruột trong cái vùng núi cấm. Thì vì lẽ đó mà quý vị nên biết rằng là khi mà trong bà sáu trong núi tượng đó, bà có sanh ba người con,
cái người mặt đỏ, cái người mặt xanh, cái người mặt trắng. Mà sau khi chết một cái người gọi là mặt trắng còn lại cái mặt đỏ mặt xanh, thì cái người đó đó là dẫn cái ông á là tẩu mã đi vô ruộng đâm non, thì đi vô cái vùng mà cái hang mà điện kính còn ruộng đâm non ở nơi cái vùng mà chỗ Bắc Thiên đó, chỗ là nơi cái ông Bắc Trạng Lan đó. Thì khi ông xuống đó thì có một cái người đứng lên nói rằng là đây là thơ của Bắc Trạng, thì ông mới cầm lá thơ đi xuống. Thì cái ông mà dẫn đi đó, ông cho biết là đừng có nên hỏi gì thì chỉ đi theo thôi. Thì khi mà đi nó là dài dài thế thì ông thấy nó là có hai cái dòng sông, một cái dòng sông đi xuống, một cái dòng sông đi lên. Và trong đó thì ông nói rằng là ngọc ngà châu báu, rồi cái đó giờ ông thấy đó là quý lưu ly phổ phách gì đó, hắn là nó quý chưa từng có. Thì có hai cái dòng sông, một là nước xuôi lên nước xuôi xuống, còn cỏ thì mương mướt mà nó rất là đẹp. Ông ấy đem cái khăn ông trải xuống, rồi đó là ông ấy để cái khăn vô đó, để cỏ vô cái khăn đó, ông cuộn ông đem đi. Thì ông đi xuống là xuống ở nơi núi cấm, mà lên là lên Cô Tô. Thì khi mà lên Cô Tô rồi thì nói chung ông quên cái khăn dưới. Thì khi mà về tới tổ đình đó, cái ông ấy ngồi gần thầy, nhưng mà khi mà ông xuống cái chân núi dưới đó thì cái thầy khi đem cái thơ đó là đem cái thơ xuống dưới rồi gặp cái thầy ngồi dưới nữa. Cái ông ấy trình đó là đưa thơ cho đức thầy, cho cái ông mà ngồi đó, cái ông dòm hoài. Ông dòm hoài nói đây là mà phải đức thầy ông thầy ông cũng giỏi à. Thì khi đưa cái thơ rồi thì ông mới lên. Thì khi mà lên cái Cô Tô mà ông quên cái khăn dưới, thì ông về ông gặp đức thầy, ông nói tèn ơi, ở dưới lòng luôn cấm gì mà quý báu có chưa từng có thầy ơi. Cái thầy nó dĩ chứ sao. Cái ông tổ mã nói con ao ước gì đó là con đi được lần nữa thầy. Đức thầy nói ông muốn đi một lần nữa đó, ông về phải ăn tương 6 tháng đi, ông sẽ đi được lần nữa. Thì ông về ông ăn tương như vậy là gần 6 tháng rồi. Thì có cái người bạn ông là nói chung đó là nói hôm nay bè bạn mình lâu quá mà gặp lại, thì thôi giờ anh em mình làm tiệc một bữa rồi đặng mà ngày mai đi nữa. Rồi thì ông tổ mã nó không, tôi đã hứa thầy rồi. Ông hứa sao? Nó là tôi hứa thầy là tôi ăn tương 6 tháng rồi đặng tôi đi ruộng đâm non. Thì nói chung ra ông này nó thôi bây giờ anh hứa thầy 6 tháng, nhưng bây giờ anh ăn mặn tôi bữa rồi, anh 6 tháng đủ rồi, anh bù thêm bữa nữa. Thì nói chung đó là ăn thêm một ngày nữa. Thì khi trình đủ rồi đến trình thầy, thì đức thầy nói ông có gì ai mà ông ăn mặn một ngày không. Thì ông tổ mã nói cho thầy con ăn mặn hết một ngày. Thì thầy nói rồi vậy tới giờ ông đi không đi được lần nữa, thì không đi được đâm non gì. Và kể cả Bắc Trạng Lan cũng xuống dưới lòng mộng cấm này. Pháp ngày xưa đó là nó biết rằng dưới lòng mộng cấm này nó quý báu lắm, rồi nó đưa những cái phần con vật xuống cũng mắc, rồi đưa tội nhân cũng mắc, rồi đó là đưa xuống biết bao nhiêu mắc. Thì cuối cùng nó đưa ông tổ mã, đưa ông Bắc Trạng Lan. Khi Bắc Trạng Lan xuống dưới đầu thì ông thấy đó là nào là những cái là mão của vua, rồi đền vàng điện ngọc, rồi những cái ngọc ngà châu báu, rồi thấy những cái cột cờ, rồi quá quý báu đi. Nên nó là Pháp là ở chờ hoài, thì cuối cùng đó là nó sắp về rồi, thì ông giật dây đó là nó kéo lên. Nó kéo lên thì ông không còn nói chuyện nữa. Và nó Pháp đưa lần thứ hai nữa thì ông nhắn mặt tới giờ này nữa quý vị. Thì ông để lại 8 câu thơ, ông nói thế này đây. Ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, dưới ông cấm đó là quyền diệu lắm, là ngọc ngà châu báu, dưới là đền vua, dưới là dòm thấy rằng chối lò chứ, gọi là ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long. Bát môn là 8 cửa, chứ bát là 8, môn là cửa thì là 8 cửa. Bát môn ngọc bích ẩn bên trong, giặc y đai giáp trước kia là đồ của vua xài đó, là kim khô mão, kim là vàng, là mão một cái vua là toàn bộ là vàng 24 hết. Như vậy thì giờ giặc y đai giáp kim khô mão lan thấy tận tường chẳng phải không. Ăn khước từ quan dân lĩnh thánh sĩ hiền hoài giọng luống chờ mong, quy hoàng nam bắc niên canh kỹ, là canh đó là canh tí, mà kỹ là kỷ hợi đó, mà kỷ hợi là 2019, mà canh tí là 2020. Thì phải nói rằng là đất nước chúng ta là quy hoàng nam bắc niên canh kỹ, là từ cái năm châu thế giới này rất là kính nể đất nước Việt Nam chúng ta, bị đất nước Việt Nam chúng ta là con Phật, rồi chúng ta sống hưởng thụ theo cái vùng đất nước Việt Nam chúng ta cũng đều là quý báu. Đây là cái con rồng cháu tiên, nghĩa là không ai hơn đó là khôn hơn đó là con rồng mà cháu tiên. Thì thử ra đất nước chúng ta Nam chúng ta đó là rất là giỏi, rất là tài, không nước nào lấy nước Việt Nam chúng ta được. Vậy là nói chung đó là nơi cái đây nữa, cái con rồng cháu tiên. Vậy thì bây giờ đó là Nam quy hoàng đã bắt niên canh kỹ, mà điền phá sức dương giáp bắc ông. Như vậy thì bây giờ là phá điền thiên tư sức. Như vậy thì bây giờ đó là châu tôi chuột nhỏ lào hổ quá lồ, ổ quá sâu nằm hang ca hát ai đâu biết gì, châu tu sức giỏi ai bì,
mà chờ cho nước cạn bắt thì cài chơi, mặc tình đúng buổi nghỉ ngơi thượng quân Tết chiều mới đã gần. Thì chính ông nó làm sắp xét này, thì nói chung ra Phật thầy Tây An đã thỏa ký rồi, thì một con Nhật Bản, con Trung Quốc, thì khi nào ông cần phải kêu gọi lại, thì nói chung đó là trong cái phá điều thiên tử sức. Như vậy thì bây giờ đó là trong cái thời kỳ sắp tới đây là những ngày đau khổ của nhân loại, mà Đức Thầy cho biết là rừng đâm cái đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, thì trong cái vùng năm non bãi núi này là có các đài dưới chờ đợi con hiền nôi tục cổ. Đức Thầy đang chờ đợi chúng ta là con hiền nôi tục cổ, mà Đức Thầy đã đời dạy đạo là thời gian rất là ngắn ngủi, mà con là cha con hỡi ơ thầy sẽ tới ngẩn ngơ thương mến ngóng trông chờ dặn thời đưa đến đặng chung cùng một cuộc quỳnh tương. Cây ngô đồng hướng dễ đệm xương cho chim phụng mặt tình sẽ múa, hay là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay thế độ dắt lặng về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi non thằng gian chuyển cùng ngồi chư phân. Vậy thì rừng lâm cái đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền nôi tục cổ đến thời thượng cổ điểu và mai. Thì đến ngày thượng cổ rồi thì chúng ta sẽ là ngày về hội long qua đó, mà hội long qua đó là chúng ta sẽ hưởng cuộc đời thượng quân thánh đức. Thì nghĩa là theo lời tiên tri của ông ba đó là sống thượng quân tụ cả dư muôn, hay là qua đời thượng quân thánh đức rồi thì chúng ta sống cũng như thế giới cực lạc vậy. Thì bao nhiêu những lời dạy bảo của thầy và khuyên dạy chúng ta là điều hưởng thụ trong cái ngày thượng quân thánh đức hết. Vậy thì bây giờ đời để hôm nay đã cùng rồi, mà đời cùng tu gấp mới được, mới kịp thầy đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nửa sau tới việc biết đời bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Vậy thì cùng được cùng với cái nào, thì bây giờ đó là thầy nó cho biết được cùng mà từ năm 39 tới nay, mà thầy cho cùng mà bây giờ cùng với cái gì. Bây giờ quý vị nghe cái lời cầu tiên tri thầy cho biết cùng đây. Đức thầy cho biết như thế này nè, Đức thầy cho biết đó là thiên địa u minh, thiên là trời, địa đất, u là tối minh của sáng, nó quánh một cái rồi là 7 ngày đêm bật trói lối trời trăng đâu vậy. Thì đến cái năm nay là thiên địa u minh dĩ đầu tràng, thập bát chư hầu lỵ há khang. Thập bát là 18 nước mà chư hầu nhiều nước nhỏ, đạo đức tầm sâu sâu chẳng cạn, mà đời cùng lý loạn khắp chư bang đó. Đó là chưa biết đời cùng đó. Năm châu thế giới này là từ Bắc Cù Tiên, nó là phóng 23 quả tiễn cho thằng Nam Cù Tiên. Đồ nào là trên cái việc đó là thằng là Nga nó quánh cái thằng, nghĩa là Urena. Đồ nào là năm châu thế giới này, thằng Mỹ, thằng Hàn Quốc rồi thằng Nhật kìa đang tập trận, bây giờ nó đều trên cái thế giới này trơn. Mà bây giờ nó rung chuyển trơn rồi. Thằng tới thầy nó liếc nhìn thế giới căn qua, ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường, dốc lòng tranh bá đầu dương, mà đeo câu danh lợi lấp đường, nghĩa nhân gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ băn khoăn lo lường, tiếc thay đạo nghĩa lương thường, thánh nhân đi dịch dẫn sáng đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa ở ăn hợp lễ ráng trừ tiểu nhân. Thì trên đó là vua Minh Chánh cầm cân, mà dưới quan lương tiếp sử phân công bình. Thì những ngày tạng diệt hôm nay gọi là tạng diệt nhân gian trực thiên qua. Vậy thì sau này là trở lại đó là phong thần, mà phong thần rồi thì cái người hiền đức đó sẽ được hưởng, còn ai tà gian sẽ bị trừng phạt. Thì buổi trưa hôm nay là đi giếng non két, chúng tôi cũng xin nói về nét về cái nơi dùng nói non két và dùng quý báo sau này là cái dùng thắt sơn màu nhiệm, chúng ta ráng tu để hưởng đời chung cực lạc, và chừng nào mà bãi núi đổ rồi mà lộ rồi thì chúng ta sẽ sống cuộc đời thượng quân thế đức. Thì thầy được cho biết là non thằng gian chuyển khùng ngồi sử phân, thì cái giờ phân định rồi thì chúng ta không thể tu kịp, nên Đức thầy cho biết là coi ai có chưa bầu nhiệt quyết dùng đạo màu cửa giấc sanh linh, nếu để chờ sấm nổ giang thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Thì cái giờ đó đã muộn vậy. Thì hôm nay xin dừng tại đây, xin kính chúc toàn thể quý vị trong ngoài nước là chúng ta nên cố gắng tu hành để là kịp thời kỳ Long Qua Đại Hội, chứ còn không là chúng ta bị trong nước lửa biết đàn là đâu. Đó là cái kỳ này là cái kỳ đến tạng diệt dân gian rồi, nghĩa là không còn con đường để chúng ta lối thoát nữa, mà còn con đường quang minh ánh sáng của nhà Phật để Đức Thầy mở cái lối đường cho chúng ta đi, thì sớm về có Phật an thân kẻo kiếp phong trần dạy gió dặn sương. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật, Nam Mô Phật trên hết.